Em chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ kêu thằng Tí nó sơn cái chậu tròn mét 2 bằng cái màu nhũ đồng anh chị ha. Thì bữa là sơn cách đây khoảng 10 ngày mười mấy ngày thì Tí nó sơn giả đá rồi. Thì sẵn hôm nay có cái này nó khô thì sơn giả đồng cho anh chị coi. Giả đồng thì sơn đơn giản thôi. Thì sơn giống như bữa cái lục giấy 60 mà sơn đồng cam á, hôm nay mình đổi bằng màu đồng 304 thôi, nó sáng hơn, đẹp hơn. Đầu tiên thì mình cứ vệ sinh lắm anh chị. Chà vệ sinh sạch sẽ xong rồi mình sẽ sơn cho nó một lớp nền đen ở dưới. Sơn lớp nền đen thì mình lấy nhũ đồng 304 mình bắn hạt lên thôi. Rồi bữa nay sơn cho nó cổ hết luôn. Ở trong thì xài bằng nhũ đồng cổ, nhũ đồng đen luôn. Xong rồi chỉ dặm con rồng lên thôi, với hoa văn lên thôi. Rồi để cho tí nó vệ sinh xong đi anh chị. Khỏi bụi rồi hết. Rồi sơn cái nền của nó bằng màu đen chứ anh chị ha, để lấy cái hiệu ứng tối làm đồng cổ mà. Màu đen, xài sơn chầu kiển Galaxy mới anh chị, giá rẻ 75.000 ký anh chị. Rồi, hệ mờ anh chị ha, hệ mờ không bóng. Giá rẻ anh chị ơi, dùng làm chậu giá rẻ, 75.000 ký màu đen xám trắng đen anh chị. Có màu xanh màu đỏ thì mắc hơn xíu thôi. Nó rẻ hơn Dolphin anh chị ha. Sơn trực tiếp lên luôn, vệ sinh sạch sẽ bề mặt xong sơn trực tiếp lên luôn. Cái này nó bám cũng tốt lắm. Rồi sơn hết luôn anh chị ha, để lấy cái nền cho nó. Anh chị cứ sơn lắp hết là được, lắp kỹ hết là được. Đây vừa mới sơn xong là nó khô luôn anh chị, nó khô nó hút luôn là nó mờ lại ha. Hệ này thì nó mờ như hệ Dolphin vậy đó. Thì hệ này mấy anh chị xài thêm keo bóng vô, mấy anh chị sơn xong anh chị phủ bóng lại, nó sẽ mới lại, nó sáng lên. Hệ giá rẻ thì nó không có thể nào bóng như OK được đâu. Thì bên em giờ nó có 3 dòng sơn, Galaxy rẻ nhất xong tới Dolphin, tới OK là cao cấp là loại bóng á. Còn Dolphin với hàng này nó gần bằng nhau, nhưng mà hàng này nó rẻ hơn Dolphin nhiều á. Rẻ hơn so với Dolphin ký cả 10.000 lận mấy anh chị. Độ phủ nó cũng cao ha, bám dính tốt. Em bữa giờ em dùng tí sơn mấy cái để ở xưởng xài nè, vẫn ngon lành. Bám dính tốt, cứng lắm. Rồi tiếp theo sẽ sử dụng cái nhũ đồng mã số 304 mấy anh ha. Nhũ đồng này thì nó sẽ nhạt hơn nhũ đồng 908 và nhũ đồng cam một xíu. Mà nó đậm màu hơn cái thằng nhũ vàng. Thì màu này nó cũng đẹp lắm. Nhũ này bán cũng nhiều nè, sau nhũ đồng 908 nè. Rồi dùng nó để tạo hạt đặt lên trên cái chậu luôn anh ha. Mấy anh dùng cọ hay mút đánh cũng được nha mấy anh. Nhưng mà em kêu một tí nó phun hạt cho nó lẹ mấy anh. Cứ đều đều lên là đẹp. Cứ đi kính hết đều hết đi mấy anh. Cái màu đồng này cũng đẹp lắm mấy anh. Mấy anh nào mà muốn sơn cái chậu mà một màu đồng không á, nhà hạt nhỏ vừa lên. Mấy anh mà muốn sơn nguyên cái chậu với cái đôn này một màu đồng không cho nó đẹp á, cho nó giống cổ hết á, giống đồng hết á, thì mấy anh cứ để nguyên, mấy anh khỏi sơn nền trong làm gì hết á, khỏi sơn hoa văn làm gì hết á. Tại vì tùy sở thích. Có nhiều anh nhiều khi hỏi sơn á, xong rồi sao sơn hoa văn được, không sơn hoa văn ở trong. Thì tùy sở thích mấy anh ha, tùy cái cách sơn, tùy cái kiểu sơn. Giống như bữa em sơn cái kêu một tí sơn cái đôn bàn trà sơn màu xanh á, thì kêu lại sao không sơn hoa văn ở trong. Thì cái đó làm bàn trà bằng ghế đá, không cần phải sơn hoa văn làm gì hết á, cải lương thôi. Còn nếu mà muốn sơn hoa văn cho nó nổi lên như kiểu chậu thì mấy anh sơn đó. Còn này là một màu đồng hết nó cũng đẹp nữa đó mấy anh. Bắn đều hết vô. Cứ đi đều đi để xíu chỉnh lại chứ đừng có đè bắn hoài. Cứ đè mặt bắn hoài hồi cái nó không đều á. Cứ đi đều hết qua thằng tua đi mấy anh, xíu nữa mình chỉnh. Cái lại đè bắn mấy cái chỗ khó trước. Để lỡ mà chỗ đó nó lợt hơn á, mình nó bắn rớt qua mấy chỗ khác nữa mấy anh. Chứ mình cứ đè bắn mấy chỗ dễ hơn, hồi mấy chỗ khó cái mình bắn vô nó rớt qua mấy chỗ khác nó bị đậm hơn. Đáng lý là bắn mấy cái mặt ở dưới nè mấy, bắn mặt ở dưới trước. Rồi tí nó đi tua hết rồi nè mấy anh chị, nhưng mà vẫn có chỗ nó còn đen như cái thân rộng giữa nè, nó vẫn hơi đen. Thì chỗ nào nó đen tối quá mình dập lại chỗ con rồng thôi, chỗ kia thấy cũng được rồi nữa. Rồi ở dưới xíu, dưới chân nữa, rồi con rồng kế bên trái luôn đó.
Thì mấy anh chị cứ đi xa ra, mấy anh chị nhìn nó mới thấy tổng quát được. Chỗ nào còn tối chưa đều thì mấy anh chị dậm lại thôi. Đó, như vậy là cũng đẹp lắm mấy anh chị. Thật sự nếu anh chị muốn chơi màu đồng không, anh chị sơn một màu vậy thôi cũng được rồi, cũng đẹp á. Này để vô chùa hợp lý luôn á, để vô đền đài hợp lý luôn. Nếu mà sơn màu kiểu này, còn nhà mình chơi nó hơi kén á. Có anh chị nào mà thích chơi kiểu cổ cổ á, để không gian cổ cổ thì mình chơi mới được, mới thích thôi chứ ngoài không là kén á. Nhưng mà nếu mà người biết chơi thì lại thấy nó đẹp. Nếu đúng một màu nó mới giống đồng. Chứ còn mình sơn phối phối vô nó không giống anh chị ha. Nó đúng một màu vậy thì xíu nó phủ bóng lên nó mới giống. Rồi mấy anh chị nào mà thích chơi một màu đồng thì cứ sơn vậy thôi, để vậy luôn mấy anh chị ha. Đó, rồi để vậy luôn, lên cây mai nhiều khi nó cũng cổ đẹp lắm mấy anh chị. Cái này là chưa phủ bóng gì ha, phủ bóng lên cái nữa thì nó ánh, nó tươi hơn xíu. Cái này ở ngoài là nhìn y chang rồi đó, đẹp rồi đó. Cái màu nó cũng tương đối, nó hơi ánh vàng vàng nếu mình tạo hạt. Còn khi kỹ thuật đánh bằng mút thì cọ nó sẽ hiệu ứng nó khác mấy anh chị ha. Mỗi cái kiểu nó sẽ có cái hiệu ứng màu nó khác. Rồi thì bây giờ để em sơn thử cái tí, sơn thử mấy hoa văn coi nó lên nó đẹp hơn không ha. Thì không có yêu cầu mấy anh chị sơn ha, mấy anh chị nào thích thì sơn thêm. Đó thì sơn trong đó màu gì cũng được hết á, rồi mấy anh chị sơn nhũ rồng đồ lên ha, hoa văn đồ lên cũng được. Còn không thì giờ lấy nhũ đồng đỏ thử lên con rồng thử coi nó đẹp không, nếu đẹp thì sơn một con rồng thôi. Rồi anh chị ha. Rồi cái này mình đi cái hoa văn lên bằng nhũ đồng đỏ thử nha mấy anh, cứ đi 3D thử coi nó làm sao cho nó nổi lên sơ lên thôi mấy anh ơi. Chứ không cần phải sơn nhiều đâu, sơn nhiều nó lại xấu. Xài bằng màu nhũ đồng đỏ đó mấy anh. Nhũ đồng đỏ như mã số 903 như. Nói chung là nó có một màu này, màu nhũ đồng đỏ. Còn màu nhũ đỏ kia là nhũ đỏ ánh dương, nó khác, nó đậm hơn màu này, nó đỏ hơn màu này. Đó, nhấn nhấn cái hoa văn con rồng lên thôi, cho nó nổi bật lên một xíu thôi. Cũng được á mấy anh, cũng ok á. Nhấn 3D lên thôi, không cần tô hết con đâu mấy anh. Lại nhấn con dơ ở trên nữa tí. Nhấn cái hoa văn dưới với con dơ ở dưới luôn đi mấy anh ha. Nhấn mấy cái hoa văn lên cho nó nổi lên xíu. Chứ để mà nó đồng hết nó cũng không đẹp đâu. Tại vì nhiều anh chị không có quen mắt lắm anh chị, mình xài nó không ok đâu. Đó, nhấn cái này đậm nữa là được. Cứ đi qua nước hết đi, nó lắp hết rồi xíu nữa mình vuốt lại cho nó nước. Đừng có đi lắp hết con rồng là được. Cứ đi 3D vậy thôi. Ừ. Cái nào nó côn lên thì mình đi thôi. Bỏ ra coi. Tại mình đi những cái hoa văn này cho nó côn lên, nổi hoa văn lên giống như là mình dán cái hoa văn vô thôi mấy anh chị ha. Vậy là ok rồi đó. Khỏi phải sơn nền, ừ sơn đó luôn. Khỏi phải sơn nền dưới luôn chỗ lẹ. Còn nếu anh chị mà muốn kiểu cách điệu thì anh chị sơn màu xanh, màu đỏ, màu này, màu kia gì đó vô cái nền con rồng á. Anh chị sơn con rồng lên nó còn nổi lên dữ nữa, nó đẹp nữa. Mình làm kiểu cổ cổ thì mình đi đơn giản vậy thôi. Rồi xong rồi tí nó để dành bán cho mấy chú mấy bác 70-80 tuổi luôn, bán cho chùa luôn. Nói vậy chứ em có thằng bạn nó còn trẻ mà nó thích chơi mấy kiểu này đó anh chị. Trước nó còn kêu sơn đen hơn dày cho nó nữa kìa. Sơn vũ nó giả đồng mà còn đen thui luôn cho nó luôn kìa. Đó, cái này cũng được, nhấn nhấn vậy nó cũng hay lắm anh chị. Vũ đồng đỏ này phối mấy hoa văn kiểu này cũng đẹp lắm anh chị. Kiểu tô 3D lên thôi. Sơn dơi không sơn nút đó nó kỳ lắm. Sơn luôn cái nút đó đi, giống như một sợi dây nối lại nhau mới được. Thì cũng nhấn nhấn cho nó đều hết hoa văn lên luôn. Tại màu đồng đỏ này cũng hợp vô mà. Xíu nó đi lại, xíu nữa vuốt lại. Vuốt lại cho nó nổi lên. Đây em quay xa ra cho mấy anh chị coi cho dễ thấy hình dung ha. Đó. Cũng được, cũng đẹp lắm anh chị. Nhìn nó cũng lạ lạ. Đơn giản thôi. Nhanh gọn lẹ. Cho ai mà thích kiểu cổ cổ luôn, đẹp ạ. Mình có thể thay nhũ đồng đỏ đó bằng các màu nhũ khác được mấy anh chị ha, nhũ vàng cũng được, hoặc là nhũ đồng 908 cũng được. Đây tí nhấn lên nước 2 nữa mấy anh, nhấn cho nó đậm lên đó mấy anh, đẹp rồi đó mấy anh. Nhìn cũng hay lắm mấy anh ơi, kiểu này cũng đẹp nha. Xíu nữa phủ keo bóng nước B52 thôi mấy anh, cho nó lì lì thôi. Sơn kiểu đồng đồng này mấy anh đừng có đi bóng quá, bóng lón lên nhìn nó giả lắm, nó như nhựa vậy á. Mấy anh đi keo B52 thôi, khỏi đi clear cũng được nữa.
B52 để bảo vệ lại cái bề mặt sơn này, với lại nó mới lên xíu thôi, nó lâu phai màu hơn thôi. Đấy, nó cho nó lì á, nó lì cái màng sơn giống như bữa sơn cái lục giác 60 mà nhìn nó đẹp lắm. Rồi mấy anh để khô hết, anh phủ thêm cho nó một lớp keo bóng lên, nó mới cái màng sơn lên xíu, với lại thêm nó bảo vệ lại màng sơn. Thì xài cái bóng giá rẻ này được rồi mấy anh. Còn mấy anh nào mà muốn xài cao cấp hơn thì xài lên clear, ok clear hoặc là bóng 1K xăng cũng được. Rồi pha đi đấy, nhưng mà thật sự thì không cần thiết đâu mấy anh ha, xài cái hàng này cho nó có độ lì, tại vì mình sơn giả cổ mà mình sơn bóng quá nhìn nó giống nhựa lắm, mình sơn qua cho nó bảo vệ lại màng sơn thôi là được, ok liền, không cần phải bóng quá mà. Rồi mình sơn cũng chỉ cần một lớp thôi mấy anh ha, lắp hết, ướt hết bề mặt là được. Này là em sơn chậu tròn mét 2 luôn nha mà. Khi mình thấy sơn chậu tròn mét 2 mà sơn mình sơn giá rẻ Galaxy hết luôn. Em để đây mấy cái xài ok, không vấn đề gì đâu. Anh có thể đang xài đồ phim đổi qua này cho rẻ cũng được. Nếu mà xài quen rồi thì thôi. Anh chị nào mới mà muốn tập làm thì nên mua dòng giá rẻ thử trước. Rồi sau này mình đổi dần 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 lên dòng cao thôi. Đó, qua lớp là được. Khô liền rồi mấy anh ơi. Nắng này nó nhanh, cho nó mới lên chút đỉnh thôi là nó có độ lì sơn là được. Đó nó bóng lên rồi đó mấy anh, thấy nó ánh lên không, ngay cái đôn đó nó ánh lên liền. Rồi bóng nó khô nè mấy anh, nó khô thì nó bóng lên nè mấy anh thấy không, nó bóng nó ánh lên nhưng mà nó kiểu dạng bóng mờ đó mấy anh, nó lì mấy anh, nó có độ lì, nhìn nó không có quá kiểu nhựa lên đó, nhìn nó đã hơn. Mấy anh xài thời gian nữa ra nắng rồi, nó lì bóng xuống nhìn nó cổ hơn. Đây là cách sơn đơn giản thôi, sơn kiểu cổ thôi. Mấy anh nào thích thì anh chị nào thích thì sơn tham khảo theo thử ha, thì có thể phối thêm nền trong cho nó tươi lên, cho anh chị nào thích mà tươi á mình phối thêm ở dưới cũng được. Rồi kiểu này thì cũng khá đơn giản, làm thử thôi, anh chị tham khảo thử. Rồi ok, để em mà chắc khỏi xoay đi, cái này xoay gì nữa đâu, thì em quay gần vô cho anh chị coi chi tiết thôi ha. Mẫu này thì là tròn 1m2, có đôn dưới đầy đủ anh chị ha. Mẫu này xoay tròn được các anh chị, bỏ bi dưới xoay được á, bỏ bi vô cái chậu á, với cái mặt đôn nó xoay được á, nhưng mà em không có xoay nên em để vậy thôi. Rồi để em quay chi tiết vô cho, chứ cái này nặng lắm, xoay tròn kiểu kia mệt lắm. Để em quay vô cho anh chị tham khảo thôi. Đây đây là hoa văn rồng anh chị ha, rồng năm rồng đó. Chậu này chủ yếu trồng bonsai, nó cao tầm hai mấy. Rồi dưới này thì hoa văn con dơi, ngậm đồng tiền, hoa đó, hoa văn ở giữa mấy nút. Rồi đây là quay xa ra đó, cho anh chị coi tổng thể. Này ra nắng còn đẹp nữa anh chị, để trong đây nó hắt ánh sáng thôi nó không có đẹp lắm, xíu em đẩy ra nắng em quay tiếp cho anh chị coi. Rồi anh chị nào cần mua khuôn hay mua sơn thì vui lòng liên hệ số điện thoại cho màn hình giúp em ha. Rồi, cảm ơn anh chị theo dõi video này của em, sắp tới thì có rất là nhiều mẫu mới, em sẽ làm clip dần cho anh chị nha. Nhiều khi mai mốt gì hàng nó về em sẽ làm clip cho anh chị coi, nhiều một mẫu khuôn mới lắm anh chị. Đó đây là khi đẩy nắng anh chị ha, sáng nó bóng hơn nữa ha, ánh lên đẹp lắm. Đó, màu nhũ rồi nó sáng ánh lên đẹp lắm anh chị. Em quay cho anh chị tham khảo khi ra nắng ha, tại trong kia nó góc nó tối.